Hào quang nhân vật chính, top 9 người được tác giả Oda độ cực mạnh. Hello, chào mừng 500 em băng ở thực Săm Soi đã quay trở lại với kênh của mình. Con cưng, con ruột và con ghẻ là ba khái niệm quá quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Khi mà nhắc về bộ ba Luffy, Zoro và hắc ẩn tàng hình không có dụng võ, thợ lặn Sanji. Lý do xuất hiện của những khái niệm như vậy thì anh em cũng thừa biết rồi đấy. Mình thì có hẳn video nói về số phận của màu tóc trong One Piece. Các bạn thì có thể tham khảo vào nhá, bao hay chọn gói. Bỏ qua khía cạnh con ghẻ con rơi ra một bên. Trong khuôn khổ video này, chúng ta thì sẽ điểm lại một vài nhân vật không những là được ưu ái về đất diễn mà còn được tác giả phất một vầng hào quang lên bên trên người, khiến cho chúng ta cảm thấy lúc nào thì họ cũng thoát khỏi nguy hiểm một cách kỳ lạ. Tất nhiên là nhân vật chính Luffy chắc chắn thì không nằm ngoài phạm trù này. Cậu sống và chiến đấu theo tôn chỉ, gặp nguy hiểm, vận dụng chiêu thức nhớ lời thầy dặn và áp dụng vô cùng hiệu quả trong những trận đánh sinh tử. Nhưng mà nói về main chính thì có vẻ như hơi thừa thãi đúng không? Vì vậy mình thì tạm thời không đề cập đến. Ok, không chờ đợi lâu nữa, mời anh em đến ngay với video hào quang nhân vật chính, người được Oda độ trì cực mạnh. Cục cưng đầu tảo Zoro. Đầu tiên là tiền đâu, bà cần méo gì tiền, cứ sở hữu haki sắc màu con cưng là auto được ưu ái các người anh em ạ. Thông tin gây sốt nhiều ngày qua, hashtag One Piece Chapter 1010 vừa leo lên vị trí top đầu những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới. Anh em thì biết tại sao không? Vì đây là nơi bộ đôi Luffy và Zoro tỏa sáng rực rỡ trên nóc Onigashima. Chưa nói đến thuyền trưởng Luffy, chỉ mỗi việc là Kaido xác nhận anh đầu tảo sở hữu haki bá vương cũng đủ làm nức lòng người hâm mộ rồi. Quả là không hổ danh con cưng số 1 bao đa, tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể đều quy tụ trên những sợi tóc màu xanh của anh đầu tảo. Thanh niên được ưu ái bắp cùng lúc 3 loại haki, là người thứ hai sau đen để lại một vết sẹo dài trên ngực cho tứ hoàng bách thú. Qua đó thì Zoro có hẳn biệt danh mới thay thế cho nickname thợ săn hải tặc đã qua lỗi thời. Từ đây thì các bạn nên gọi anh tôi với cái tên là thợ săn hải tặc, nó thì mới đúng với cái tầm này anh em ạ. Thử hỏi thì có ai hành nghề kiếm sĩ mà không phải bỏ ra bất kỳ đồng xu nào thì vẫn tạo được những thanh kiếm báo như Zoro nhà ta không? Wado Ichimoji thì xin của sư phụ Koshiro, Sandai Ketsutsu được ông chủ bán kiếm tặng free, rồi thì Shisui nhận được từ tay của huyền thoại Ryuma. Ngay cả thanh Enma chứ danh cũng được con gái Oden đổi ngang hông. Chơi game thì toàn được nhà phát hành tặng skin miễn phí thì ai mà chả muốn tải về đúng không anh em? Oh my god, nghĩ lại thôi thì cũng đủ thấy là vầng hào quang này dày đặc trên bầu trời mà Zoro đang đứng rồi. Nhờ có phép bổ trợ độ trì đắc lực từ bao đa, Zoro Noa Zoro từ một cái tên xa lạ với giới mộ điệu giờ đây thì đã nổi đình đám trong giới hải tặc. Ở lần chạm trán đầu tiên, tứ hoàng Kaido còn tí tách khen ngợi tài năng của anh ta thì được biết Zoro được cưng chiều tới mức độ nào rồi. Ông ta nói: "Nếu như chúng mày chịu đầu hàng về phe ta, chúng ta sẽ có thể thống trị thế giới." Qua các bảng xếp hạng những nhân vật được yêu thích nhất One Piece hàng năm, thợ săn hải tặc Zoro Noa Zoro liên tục chiếm trệ ở ngôi vị top 2, khó ai có thể xoáy ngôi được. 2. Momonosuke, tiểu dâm tặc. Tiếp theo là thằng nhóc tì nhà Kozuki, hay thường được gọi về cái tên mỹ miều dâm long Momonosuke. Nếu cha của Momo, Kozuki Oden được xem là người lắm tài nhiều tật với những chiến công hiển hách ông ghi được khi mà độ tuổi còn chưa bước sang con số 18, thì con của ông ta, Kozuki Momonosuke, được nhận xét là lắm tật mà bất tài bởi vì gần như là không có đóng góp bất kỳ điều gì trong giao tranh. Nói thế thì không phải là để bêu xấu con trai nhà trưởng Kozuki mà để chúng ta thấy rõ rằng là thằng dâm long này thì được tác giả ban cho quyền lợi miễn chiến như thế nào. Từ khi mà xuất hiện, Momo thì được ưu ái hẳn trái quỷ doan, dạng rồng sau pha thí nghiệm được cho là thất bại của tiến sĩ Vegapunk. Thằng nhóc này mặc dù không có biểu hiện gì nổi trội nhưng được cái là thừa hưởng số đào hoa của cha mình. Hàng loạt những món hàng ngon, quý hiếm, có tiền thì chưa chắc đã mua được đều từng qua tay của Momonosuke. Nó thì từng tắm chung, sờ soạng đủ thứ các loại trái cây, hoa quả. Từ đó thì biệt danh dâm long ra đời và luôn đi liền với cái tên Momonosuke. Tuy vậy thì tiềm năng của nhóc thì không phải dạng vừa. Lần đầu tiên đến đảo Zou, Momo cùng với Luffy là hai người duy nhất có thể nghe được tiếng nói của con voi ngàn tuổi Junisa. Thậm chí nó còn vượt lên trên cả Luffy, Oden hay Roger, trở thành người duy nhất ra lệnh được cho chú voi con ở bán đôi này, quả là một điều phi thường. Mới đây nhất sau khi mà xuất hiện trở lại trong chapter 1008, Momo thì ôm lấy thân hình nột nà của Yamato và nói: "Anh Luffy tơi tả rồi, nhưng tinh thần vẫn rực lửa", khiến Shinobu vô cùng hốt hoảng bởi vì thậm chí khoảng cách giữa hai người họ là rất xa. Liệu đây thì có phải là haki quan sát đỉnh cao của nhóc dâm long không? Thêm vào đó, năng lực từ trái quỷ của Momo cũng đang trong quá trình phát triển. Giờ đây thì cậu nhóc có thể biến hình mà quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn. Đây chính là bước tiến đầu tiên cho sự phát triển sức mạnh vượt bậc của chúa công mới nhà Kozuki. Và khi thực sự phát huy hết tiềm năng to lớn của mình thì mang Kaido tới đây. 3. Buggy Thánh Nổ. Thanh niên tiếp theo được sự độ trì cực mạnh bởi tác giả, không ai khác ngoài chú hề Buggy. Nhiều bạn thì sẽ bảo rằng tài năng ngầm hành của Buggy thì không thua kém gì so với Smoker. Vậy tại sao được xuất hiện trong danh sách này? Đúng thật là bị bón hành không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi người để ý thử xem, càng sắp mặt bao nhiêu, tiếng tăm của chú hề lại càng vang xa bấy nhiêu. Những tưởng sự việc diễn ra ở Lockdown sẽ là đoạn kết cho thuyền trưởng mũi đỏ, nhưng mà không. Nhờ được thừa hưởng hào quang từ nhân vật chính, cuộc đời Buggy thì thay đổi hẳn 180 độ. Gặp nhau tại Impel Down, chú hề thì tương kế tiểu kế, nhận định là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ông ta quyết định kết giao với kẻ từng không đội trời chung với mình, Luffy. Tận dụng sức mạnh của cậu ta nắm lấy cơ hội dựa hơi, thoát khỏi những ngục kiên cố này. Sự nghiệp làm ăn của Buggy thì lên đến đỉnh điểm khi mà hắn tham gia vào lực lượng giải cứu A. Sức mạnh thì không tới đâu, nhưng bản năng bốc phét thì lại có thừa. Một mình chú hề cãi tay đôi với huyền thoại râu trắng, còn đòi solo làm thịt ông ta trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người có mặt tại đó. Ở đoạn giữa thì hắn đứng lên cho Mihawk chém lia lịa mà vẫn méo ăn thua. Chưa hết, ở cuối trận chiến, Buggy còn túm cổ áo xanh, hét cho một bài văn tế thẳng vô mặt tứ hoàng tóc đỏ. Hành động đó thì làm tan vỡ biết bao con tim đang lầm đường lạc lối. Ăn nên làm ra, nhờ có ra tới khủng với danh nghĩa là từng là tập sự trên tàu vô hải tặc, Buggy tập hợp lực lượng tù nhân hùng mạnh và nhanh chóng được mời vào ngôi vị Tất Vũ Hải. Công việc của hắn thì cũng vì thế mà lên như diều gặp gió. Đấy thì không phải là không làm mà vẫn có ăn, chứ gọi là gì nữa. Tư chất gió vương là đấy, không đùa được đâu. Sức mạnh chỉ có một trong 1 tỷ người trên thế giới này may mắn sở hữu được. 4. Katakuri, anh trai quốc dân. Khác với truyền kỳ không làm mà vẫn có ăn được kể dai dẳng đến từ Thất Vũ Hải Buggy, Katakuri thì được tác giả phác họa trên một hình tượng không thể nào tuyệt vời hơn. Là phản diện chính trong loạt truyện về đảo bánh, anh thì trở thành đối thủ số 1 với Luffy trong kèo solo ở thế giới gương. Nhưng với những gì đã thể hiện, anh ta thậm chí còn xuất sắc vượt lên trên cả nam chính mũ rơm trong chương truyện này. Thật khó để tìm ra một nhân vật nào khác hoàn hảo hơn Katakuri ở bên phe phản diện, sở hữu hẳn 3 loại Haki và thành tạo nó ở mức thượng thừa. Thêm vào đó, tính cách chính trực là một điều nổi bật ở tư lệnh ngọt số 1 nhà Salute. Khác với đại đa số anh em trong gia đình, Katakuri thực sự dành chọn mọi thứ cho gia đình của mình, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân, sẵn sàng ra hình phạt nếu có bất cứ ai phạm phải sai lầm. Mong ước lớn nhất của Kata thì không gì khác là bảo vệ gia đình của mình được bình yên, dù cho thì có phải đánh đổi lấy sự tự do của bản thân. Vì muốn luôn là hình mẫu lý tưởng trong các em, Kata thì đành phải che đi gương mặt thật của mình cũng như sở thích riêng về bánh ngọt. Khi ác đảo bánh diễn ra, Katakuri thì nhiều lần xoáy ngôi anh đào tạo nắm lấy vị trí số 2, những nhân vật được yêu thích nhất trong One Piece. Đây là nhân vật phản diện được bao đa phác họa quá thành công, đến nỗi còn lớn át hào quang của nhân vật chính trong một khoảng thời gian khá dài. 5. Chị đại Nami. Nếu nói ai trong băng mũ rơm yếu nhất thì có lẽ đó là Nami. Thực chất thì sức mạnh cơ bản của cô ấy hầu như không thể so sánh với bất kỳ ai có tiếng tăm trên đại trình này. Tuy nhiên, Oda thì lại rất biết cách lấy cái này bù cái kia. Nếu Luffy là thiên tài trong chiến đấu thì chị đại Nami bẩm sinh đã có tư duy hơn người. Trong một góc SBS, tác giả tiết lộ Nami chính là nhân vật có chỉ số IQ cao thứ 3 ở Biển Đông, chỉ sau Ben Beckman và Kuro Mèo Đen. Vì quá thông minh nên tác giả không bắp cho Nami quá mạnh mẽ về sức mạnh như Sanji, Zoro hay Luffy. Điểm mạnh nhất của cô nàng thì nằm ở khả năng vận dụng và thích nghi. Nếu anh em để ý, ở đoạn đầu trên Skypiea, thông thường thì cần tới 1 năm mới điều khiển được tàu cưỡi mây, thì Nami chỉ mất vỏn vẹn có vài phút. Cô ta thì đúng là thiên tài hiếm có. Vì vậy thì việc tác giả để cho Nami sử dụng gậy thời tiết là vô cùng hợp lý. Vừa phù hợp với năng khiếu của cô, vừa có thể tận dụng những thứ biến đổi khó lường của môi trường xung quanh để ứng biến. Đơn giản thì Nami thuộc tiếp người chiến đấu bằng đầu óc hơn là sức mạnh. Vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ta thì đều có thể thích nghi được, trừ khi là đối thủ quá mạnh thì mình chạy thôi. 6. Thánh Usopp. Cũng là tiếp người vận dụng bộ não ở mức tối đa, Usopp thì không ít lần giàu sinh ra tử nhờ có hàng ngàn kế sách bên trong đầu. Trời sinh ra cổng mũi dài có cơ thể như bao người bình thường khác, bù lại cậu thì lại thừa hưởng gen xạ thủ từ cha mình với tài bắn ná có 1-2. Tuy nhiên nếu chỉ dùng biệt tài đó thôi thì nếu gặp phải những đối thủ khó nhằn, chưa kịp dương cung, bản thân thì đã bay màu rồi. Để khắc phục điểm yếu này thì Oda đã bắp cho cậu một kỹ năng vô tiền khoáng hậu, khả năng bốc phét thần sầu. Bẩm sinh bộ não đã nhảy số liên tục, nhưng lạ thay, rất nhiều lần nói dóc của thánh mũi dài lại có sức ảnh hưởng mạnh tới những đối thủ kỵ dơ mà cậu gặp phải. Đó thì không phải là độ chứ còn là gì nữa. Nếu đối thủ không phải là Perona, Sugar hay những kẻ có tâm lý yếu mà là tiếp người kiểu thiên về sức mạnh, ý thức vững vàng, thì có lẽ cậu mũi dài thì đã không xuất hiện một vị đứng cứu thế như ngày nay rồi. Lần đầu tiên cậu xuất hiện ở tấm poster truy nã khi may mắn lọt vào máy ảnh, được chụp kém với tuyển thủ của mình sau khi mà cả nhóm đánh bại băng hải tặc Elong. Thậm chí lúc đó thì Zoro và Sanji còn chưa có được diễm phúc này. Nó thì cũng là điểm báo cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Usopp ở phía trước. Mặc dù được xét vào diện bộ ba yếu đuối trong băng, nhưng không biết là do ăn hên hay ăn may, tiền thưởng của cậu ở Derosa là 200 triệu BD. Thời điểm đó thì nó còn cao hơn cả Sanji, chỉ vòn vẹn là 177 triệu BD. Và chắc chắn con số đó còn tăng lên rất nhiều khi mà arc Wano này kết thúc. 7. Chủ tịch giả vờ và cái kết Chopper. Nhân vật còn lại trong bộ ba yếu đuối, Tony Tony Chopper. Nói về bác sĩ băng rơm, chúng ta thì không nên nhìn vào số tiền truy nã của cậu để đánh giá sức mạnh. Trong mắt Bauda, Chopper là viên ngọc thô sáng nhất mà ông đã từng mài giũa. Người sở hữu cả hai phẩm chất sức mạnh cơ bắp và trí tuệ. Cậu thì đã kết hợp hai từ đó để tạo thành nét chiến đấu đặc trưng cho mình. Với Demon Ball, Chopper sở hữu 7 kỹ năng chiến đấu khác nhau. Ngoài ra thì tác giả đã góp phần không hề nhỏ xây dựng nên một hình tượng dễ thương, trong sáng, vô cùng đáng yêu cho bác sĩ băng rơm. Nhờ có thế, cậu trở thành idol yêu thích của tất cả những ai mà cho giải dấn thân vào One Piece. Không ai có thể nỡ lòng ghét Chopper dù chỉ là một chút, được không nào? Ở Wano này, Chopper thực sự tỏa sáng, ghi được hàng loạt chiến công để đời. 2 lần đánh bại học giả Queen. Đặc biệt thì cậu ta có thể tạo ra virus khắc chế lò đạn băng quỷ trong điều kiện là bản thân nhiễm bệnh, rồi vã cho cậu vàng Shiba một cú ra hồn, cộng thêm lời báo trồn trồn kém pép. Đấy, tiếp đến thì cậu còn được tác giả sắm hẳn một con pet cưng xịn sò với việc là cưỡi trên người Big Mom đi dạo khắp Wano. Trước trận đại chiến diễn ra, cậu hẳn hứng tuyên bố mang Kaido tới đây. Anh em fan bê tông Việt Nam thì ưu ái đặt riêng cho cậu chuẩn biệt danh là Chủ tịch Nước Cơ Ma. Ai ở đây mà yêu quý Chủ tịch Chopper thì giơ tay lên nào, mãi bên nhau bạn nhé. 8. Zoden Răng Sún. Người duy nhất xuất hiện ở trong video này trong vai phản diện không ai khác chính là địch thủ truyền kiếp của Luffy, Zoden. Từng là thành viên cỏm cán trên tàu của bố già, Tít đều biết đến với việc là chưa ai nhìn thấy hắn ngủ bao giờ. Sự đối trì của tên phản bội này thì bắt đầu từ thời khắc hắn sở hữu trái quỷ Yami Yami. Tác giả thì đã ưu ái cho Tít có cơ thể vô cùng đặc biệt để chống lại tác dụng phụ của năng lực bóng tối là nhân đôi sát thương. Cùng với đó thì hắn là người duy nhất sở hữu cùng lúc hai trái quỷ nhưng vẫn sống nhân răng, một nội tại hơi bị hiếm có trong giới hải tặc. Phải nói thêm, hai trái quỷ mà Tít sử dụng cũng không phải dạng xoàn. Một bên là Yami Yami, nguy hiểm nhất hệ Logia, một bên là trái Gura Gura, mạnh nhất hệ Paramecia. Nhờ có thế thì hắn nhanh chóng đá bay ghế thất vũ hải và lên ngồi vào vị trí tứ hoàng mà Dâu Trắng để lại. Thêm một chi tiết chứng tỏ Dâu Đen cũng rất được cưng chiều nữa. Trong khi thì chúng ta biết Luffy thì đã phải rất vất vả mới tìm được những người đồng đội mạnh mẽ về băng, thì Dâu Đen trong lần hắn xâm nhập Impel Down sau cuộc đào tẩu của Kulu, hắn thì đã gom rất nhiều tên tội phạm cấp S phục vụ dưới trướng của mình. Đấy, không phân tích ra thì anh em lại bảo là Dâu Đen bên phe phản diện nên bị ghét. Bao đa thì cưng hơn trứng luộc cơ mà. Ok, trên đây là top 8 nhân vật cứng cựa được ưu ái nhiều nhất. Anh em mang nghĩ xem có ai xứng đáng lọt vào danh sách đáng mơ ước này không? Đừng quên là luôn ủng hộ cho băng hải tặc Săm Soi bằng cách ấn nhẹ một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip ngày mai. Bye bye! À, すぐ追いかけるぞ。そういや、俺も言ってなかったな。よし、行こう!